Đoạn clip đang gây xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng. Người phụ nữ mặc chiếc giấy bó, đeo kính râm đang đứng chờ người đàn ông lấy xe thì nảy sinh ý đồ trộm cắp. Chị này dội chạy theo con mèo nhỏ, nắm lấy cổ nó rồi nhét vào phần dưới của chiếc giấy. Vừa trộm mèo, người phụ nữ vừa lấm lét nhìn xung quanh. Ngay sau đó, chị ta lên xe máy của người đàn ông tẩu thoát. Người phụ nữ nắm cổ con mèo, nhét vào. Chỗ hiểm mang về khiến tất cả ngỡ ngàng. Hành động của người phụ nữ đang bị ném đá kịch liệt trên mạng xã hội. Có mỗi con mèo con cũng nỡ trộm cắp, lại còn giấu vào trong giấy, thật kém sang hết sức. Thành viên Quang Anh viết. Không biết người khác thấy sao chứ tôi thấy thực sự phản cảm. Cái giấy đã bó còn nhét con mèo vào trong, một dân mạng khác bức xúc.